Vậy là tôi đã nướng xong con chim rồi. Bây giờ tôi sẽ xé con này ra rồi anh em tôi sẽ thưởng thức nhá. Bây giờ từ cái đùi nhá. Ui dồi, ui dồi, ui dồi, ui dồi, ui dồi. Đi, thịt ngon đấy. Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay thì tôi với thằng cu em nữa đây sẽ làm một video, đó là nướng một cái con gì đây. Con này là rất rất đặc biệt nhá. Bây giờ anh em biết con gì thì cứ chờ đón xem hết video rồi sẽ biết nhá. Bây giờ thì con này thì tôi đã xử lý xong hết rồi, ướp tẩm ướp xong rồi. Bây giờ thì tôi sẽ đi lấy củi này về sẽ đốt lên và nướng, và sau đấy anh em muốn biết con gì thì đợi đến xem hết video cuối sẽ biết nhá. Bây giờ tôi đi lấy củi đây. Đi lên. Củi tôi đã chất xong kia rồi. Bây giờ tôi sẽ vào đây tôi nhóm lửa nhá. Bây giờ tôi sẽ nhóm lửa kiểu Vinahouse. Ok. Tôi sẽ đọc một câu thần chú và tôi sẽ cho nhà, cho quẩy vào rồi sẽ ra lửa. Ok. Nhá. Vân hồng mây xưa. Đây rồi anh em ơi. Đấy, con này bây giờ tôi đã tẩm ướp xong nhá. Bây giờ chỉ cần đợi than nữa xong rồi cho vào nướng thôi. Đấy, anh em biết con gì không? Biết con gì đi không? Bạn nào biết thì để lại comment bên dưới nhá. Còn con này nếu mà ai biết làm món gì khác ngoài nướng ấy thì cứ để lại comment bên dưới để tôi sẽ làm một món khác. Đấy. Rất đẹp luôn. Đã có than rồi, bây giờ tôi sẽ mang cái con này vào trong nướng nhá. Con này chắc chín chín nhanh thôi, bây giờ nướng tầm than này một lúc thôi để nó lấy cái lửa đi nó cháy, cứ để dần dần này. Lấy cái quạt đi, tí nữa quạt vừa nướng vừa quạt nó chín nhanh. Mua mà vườn. Chín đấy nhỉ, nhanh phết đây. Ở trên này vàng này,
mang bia hay lý nhỉ? Không quên mang bia rồi, bia vào đây. Ở đây trong nhá, đi chơi tí. Tí qua, tí chín gọi nhá. Tí chín nó gọi, đi đi. Lý ơi, sắp chín rồi. Về không tao ăn hết rồi. Về đây, tao ăn hết bây giờ. Chín chưa? Sắp chín rồi, sắp chín rồi. Được đấy nhỉ. Lúc đó, trong lúc đó. Kiểu vừa chín nó kiểu chín tới ấy, ngon nhỉ. Anh em nhỉ? Đấy, tầm đấy, để tầm đấy. Để vừa nó đừng ép quá, nó không ngon đâu. Lọc nào. Anh em ơi, tình hình là sắp chín rồi đấy. Ui, nhìn vàng đi, hấp dẫn đi. Ui. Ui dồi ôi, anh em xem này. Ui dồi ôi, anh em bây giờ đã nhận ra con gì chưa? Đấy. Ăn được chưa? Đói lắm rồi ấy. Tình hình là được rồi đấy. 99 rồi, 99 rồi. Đấy, nghe tiếng xèo xèo này. Nghe thấy chưa? Đấy, đấy. Đấy, đấy. Đấy, đúng tầm đấy, viên này, viên. Bỏ đi. Rồi rồi, chín rồi. À. Thôi không. Đâu lấy gần xem nào. Đâu lấy. Ui, quay bên kia, quay bên kia. Cái này nữa. Ui dồi ôi. Này. Thơm lắm anh em ạ. Thơm tắc mũi luôn. Thôi cho ra kia xong rồi làm nước chấm đi. Cắt ướt ra rồi mà. Thì lấy mình lấy chân của nó ấy, xong mình dã ấy. Hiểu không? Đấy, thế nó mới dân giá. Thế nó mới dân giá. Đậm chất dân tộc. Cắt hết quả đi. Ấy để một quả, còn quả nào không? Hết rồi. Để một quả, tí mình ăn, tí mình cắn này. Đấy. Bây giờ lấy cái chân con chim ấy, thôi dã ra. Rồi, lấy chim đi. Rồi, lấy chim. Đấy, đặt luôn dưới đi. Ui, nghe xem chưa? Đâu ra cái này này. Đấy, để không bỏ cái đấy. Đấy. Nghe thấy chưa? Úi trời ơi. Quá ngon luôn. Nào, viên bỏ ra đi. Để tao, đây là chất. Ôi. Ăn xong con này tí ăn cái này. No không về được ấy viên ạ. Tí no nằm ngủ đây không về được ấy. Đặt đây đặt đây tao lo cọ này. Đấy, cho đẹp. Đấy. Quá đẹp luôn anh em ơi. Ôi. Bây giờ anh em đã nhận ra con này con gì chưa? Đây là giới thiệu anh em, đây là con chim. Xin phép xin lỗi anh em là mình quay này ai không thích thì không theo nhá. Không cảm cho mình nhá, vì đây là con chim này thằng em hôm qua nó đi bắt được. Thì hôm nay nó bảo mình vào trong rừng nướng con này. Đấy. Bây giờ em xé cái chân xong rồi dã muối ớt đi. Đấy. Em dã ớt đi. Dã đều vào. Này nhìn nó mà. Đều vào. Cái thế mà quả chanh nhỉ? Mùi ớt chanh hợp lý. Vậy là tôi đã nướng xong con chim rồi. Bây giờ tôi sẽ xé con này ra rồi anh em tôi sẽ thưởng thức nhá. Bây giờ từ cái đùi nhá. Ui còn dài đấy, ngon thịt ngon đấy. Dài hơn kẹo cao su. Ui rồi anh em thấy chưa? Ôi thơm tắc mũi luôn. Một miếng xuống đây. Theo. Ui. Anh em nhìn hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn luôn. Tiếp này. Tiếp nhá. Ui đây là cái ngực này. Đầu này. Xé lên thêm cái ngực.
Ui, dài lắm em ạ. Con này thịt ngon lắm em. Dài cực luôn. Chim rừng, chim đồng ấy. Ôi à. Ui, ôi. Ôi, em thấy chưa? Ui, cái miếng này đúng một vừa tầm viên ạ. Đúng chín vừa tầm này, anh em thấy chưa? Đấy. Thơm. Tắc mũi luôn. Ui rồi, bây giờ anh em tôi sẽ thử thử nha. Bây giờ thì nhập hội thêm được một anh. Bây giờ xin mời anh. Mời anh em mình sẽ cùng chung vui ở đây. Đấy. Anh em thấy nào? Quá hấp dẫn luôn. Quá phê. Ok, bây giờ thì tôi sẽ thưởng thức con chim nhá. Nào, anh em, xuống đi. Tôi thử làm một cái miếng cánh trước xem nào. Đùi. Cắn chặt cái đùi ra. Chấm muối ớt nhá anh em nhá. Đây, muối ớt đây. Thật là phải kê lên đầu gối đi chả. Đây. Tôi sẽ xin phép. Ui dồi rồi. Tôi sẽ làm một miếng cánh ngày trước xem nó thế nào. Ui, hợp lý nhé. Nét gái. Ok rồi, rồi nha. Đây là miếng cánh, bây giờ tôi sẽ thử làm miếng nhá. Qua đàn đầu bà cũng về đây. Xin mời tất cả anh em nhá. Làm miếng nào. Ngon. Ngon quá. Tuyệt vời. Này có cái rượu nhỉ, hợp lý. Cái đầu chín nhá, đầu chín rồi nhỉ. Năm mà ít luôn nhỉ. Nó có nhiều. Anh Thu, xuống đi. Anh còn chưa được bữa nào. Em dùng mấy bữa. Ngon không nọ. Tôi làm miếng này nhá, một miếng to nhá. Đủ có cân. Chấm miếng muối ớt này. Đấy, kẹp có ớt ở đây, trời ơi. Anh em ơi, tuyệt vời anh em ạ. Nét gái, nét gái. Nét gái. Đứa nào mà thả tim được kiểm tra nhá. Ok, đây là, ui dồi, anh em thấy chưa? Tuyệt vời. Xin mời tất cả anh em nhá. Bây thử làm một miếng này xem nó phê đến mức nào nhá. Đẹp thế mà, không có chim rồi. Ngon cả mút hết cả tay rồi. Ngon tuyệt vời. Mời anh em nhé. Mời khán giả ấy. Quá hợp lý. Làm miếng ớt cho bằng đời. Tôi quay mời khán giả ăn chứ. Viên. Mỗi tờ hệ mặt. Thử làm miếng xem nào. Ôi, làm miếng ngực. Để dao chặt đi. Lấy dao ok, đầu gối chặt. Thịt. Chấm miếng muối ớt. Mày hiểm đấy. Đâu, rơi ra. Nét cái. Giới thiệu gì chứ? Rồi, rồi. Thử đi. Có mời anh em à? Mời em nhá. Mời khán giả đi. Ui giời. Ui giời, phê phê. Ngon. Ngon không? Quá ngon. Không phải là ngon tuyệt cú mèo, ngon như thịt chim. Bây giờ thì tôi phải tạm dừng video ở đây. Cảm ơn anh em đã xem video tôi nhá. Đừng quên bấm like, đăng ký để ủng hộ anh em chúng tôi làm những video tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Còn bây giờ thì vào chiến tiếp đã. Thấy nhá.